Lenny ơi, Lenny, con bị phỏng tay chỗ nào đâu, đưa ba coi thử. Bị phỏng tay chỗ nào? Này hả? Ai làm con phỏng tay vậy? Ừ, sao con lại bị phỏng tay? Sao con bị phỏng tay? Nói ba nghe được đi. Nóng á, chị mở nước nóng hay sao? Nước nóng là con lại con đụng vô cái gì? Đâu đưa ra coi. Nhưng mà chị mở hay là con tự mở? Nhưng mà chị mở nước nóng hay con mở nước nóng? Nhưng ý là chị mở hay là con mở á? Mở nóng. Mở nóng. Mở nóng nhưng mà chị làm nóng con hay là con tự làm nóng? Hả? Nhưng còn nóng không? Không có. Nhưng còn bị nóng không? Tao đưa ba coi thử coi. Ba coi thử coi. Tao hết rồi nè, hết nóng rồi nè. À, buổi sau là để chị mở đàng hoàng rồi hãy chui vô bồn tắm nha chưa? Chứ không có được chui vô rồi trụng nước nóng nha chưa? Nghe nhớ nha chưa?